Ok, và chào mừng các bạn quay trở lại với channel mình. Mình là SpikeTheBoGamer. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái tựa game, nói chung là mình đã từng chơi rồi. Cái game này mình đã từng chơi rồi. Và mình quay từ thời năm ngoái hay năm trước nữa ấy. Nói chung là mình cũng không nhớ nữa, nhưng mình đã từng quay rồi. Và mình muốn nói một điều với các bạn là mình rất là yêu các bạn. Bởi vì sao? Cái thứ nhất là mình rất là cảm kích những bạn đã ủng hộ cái channel và đi với mình suốt những cái thời gian mà mình đã quay từ trước đến giờ, hình như là được bao nhiêu năm rồi, 2 hay 3 năm hay 1 năm rồi, mình không nhớ nữa, nhưng mà mình cảm kích, rất là cảm kích. Ok, và cái thứ hai là tựa game này mình đã từng quay, oh god damn it, và mình bây giờ mình sẽ tiếp tục trở lại với cái tựa game này một lần nữa và mãi mãi kết thúc. Ok, kết thúc nó nha. Và cái thứ hai tiếp tục là mình có một lời nữa là cái tựa game này mình quay rồi, và mình cái tựa game này mình quay rồi với cái tờ từ đời tám hoánh nào cơ, bởi vì từ 2009 cái game này nhà sản xuất nó làm từ 2009. Mà mình quay lại với các bạn một lần nữa. Và nói chung là mình cũng xin lỗi các bạn là mình đã bỏ cái tựa game này cái đời nào mình không nhớ nữa. Nhưng mà mình sẽ quay trở lại với cái tựa game này. Và thôi, bớt xàm nữa, mình sẽ vào luôn mà ngay. Ok. À đúng rồi, mình còn nói vì sao đây là cái tựa game này mình chơi trên mà trình giả lập của điện thoại. Còn cái trình giả lập điện thoại mà nếu bạn nào muốn chơi ấy, thì các bạn comment ở bên dưới, mình sẽ hướng dẫn cách mà các bạn tải và cài cái tựa game này. Nếu bạn nào biết rồi thì mình không nói, còn những bạn nào mà chưa biết đấy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ok, chúng ta bắt đầu game nào. Bởi vì sao, nếu mà còn một điều nữa là mình đã tắt cái chế độ setting này. Ok, không gì cả. Ok, mình đã tắt cái chế độ music này dùng, bởi vì mình sợ là cái kiểu nhạc bản quyền bản cũng ấy, nhưng mà mình cũng phải đánh cho music đầu audio. Ok, cho lên một tí cũng được, sợ bản quyền lắm tổ sư. Ok, và chúng ta bắt đầu đến với một cái thế giới của Pokemon, và đây là chính là tiến sĩ của cái chị tóc tím gì ấy. Nhưng mà chị tóc tím, hi, sorry keep you waiting. Ok, và xin lỗi bạn đã phải đợi. Tiếp, chào mừng đến với thế giới của Pokemon. Tiếp, tôi tên là Jasmine, nhưng có một số người thì gọi tôi là tiến sĩ, đúng không nhỉ? Đó phải tiến sĩ không? Đây là một Pokemon đấy. Cái thế giới này gọi chúng nó là Pokemon. Ok, con số Pokemon thì nó có thể chiến đấu, Pokemon có thể chiến đấu và kết bạn. Nó mình rất xin lỗi các bạn là một số câu mình không dịch được, bởi vì tiếng Anh của mình giỏi vãi cả lì lơ luôn. Fuck. Mai ơi. Fuck. Cái gì vậy? Bạn là... Tất nhiên mình là... Mình là boy rồi. Trời ơi. Mình là boy. Mình sẽ đặt cái tên của mình như này. Ok. Yes. Ok, được rồi. Và chúng ta sẽ chúng ta là hàng xóm của nhau. Now and begin. Nghe nó cho mình xem một cái đoạn
ở một cái gì đấy. Ok, mình đang ở một cái không gian, nói chung là cái từ không gian với ba với vẩn gì ấy. Đây là giấc mơ. Fuck. Đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đây Asus là cái con ở giữa này này. Là cái con mà tạo ra tất cả các Pokemon, kể cả ba cái con này đều là do cái con ở giữa tạo ra. Nhưng mà do là cái con Gatina là cái con mềm màu vàng bên trên nhỉ, màu vàng bên trên nhỉ. Ờ đấy. Còn Pika là cái con giống như kiểu là con khủng long mà hai chân tay màu vàng vàng nhá. Còn đây là Raiga là cái con giống con ngựa. Ok. Thì những cái con Pokemon này ra cái con ở giữa tạo ra con Assert ấy. Thì nhưng mà chúng nó lại mượn vào năng lượng thì chúng nó sẽ đây đều là những con Pokemon thần thoại nhá, nhưng mà đều là do con ở giữa tạo ra. Do con ở giữa là con có thể thống trị được cả thế giới Pokemon, nhưng mà vì là do cái chắc là do gen ăn tức ở nên chúng nó cắn nhau chi chóe, mình cũng chả biết. Ok, và chuyện gì xảy ra? Ok, và chúng nó đâm vào nhau và con kia bay đi, con kia biến mất hay chết mình không nhớ. Ok. Vâng, và đây is this my house. Mà hai tên tôi. Mẹ thì gọi con dậy nhưng mà mẹ chờ chưa về message. Ok. Bà này bảo mình chỉnh đồng hồ à? Ok, bây giờ nó sẽ là PM, đây là PM đúng không? PM buổi chiều. Bây giờ là 19 giờ. Bây giờ là 19 giờ. Tèo, 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 à, cái gì ạ? Cảm ơn, ok, nhớ phải đến thành phố Central gặp cái bác sĩ vừa nãy. Cô đấy cô tiến sĩ cần giúp. Yes. Ok. Ok. Và mình cũng phải có nhiều việc để làm đấy. Con nhân vật của mình cũng đẹp đấy nhỉ. Ở trên kia có con Pokemon chim kìa. Đây là thị trấn của mình. Ố, cái gì ấy? Một thằng hay là đứa hỏi chấm. Chào mừng bạn. Chào mừng bạn thân, bạn. Đây là nhà của bạn. Đúng, đây là nhà tôi. Tiến sĩ nói với tôi là gọi bạn đến gấp để tiến sĩ cần giúp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi nào. Ok. Ok. Mình sẽ fly, bây giờ con rồng à? Bay trên con rồng, gắt vậy. Sau này ta sẽ có con khỏe hơn con của mình. Ok, they must be close. Ok. Họ đang ở ngoài kia thành phố. Ok, đây này. Kia có phải cái thằng đội mũ đỏ đó, kia có phải Satoshi không nhỉ? Satoshi hay Satoshi? Chắc sao? Satoshi đúng không? Kari, ok. Ok. Mình nhìn chắc là nó là Satoshi. Chị dạy. Ok, nó cho cái con Kari ra, nó phun nước vào dùng mưa, con này dùng mưa để lấp cái hồ này lại. Điều vậy, mưa cái mẹ lấp được hẳn hồ, what the fuck. Ok, các bạn nhìn kiểu điêu gái lì luôn, what the fuck. Ôi, mình lại nó bệnh. Ê, xin lỗi, sorry. Ok, thằng kia đi rồi. Và tiến sĩ Well, tao đã đợi đến cái việc Ok,
Ok, ta sẽ lấy quả bóng ở vô. Ok, và đây là Charmander. Mình vẫn thích con con gì đây, con Bosaso thì nó lại có trưởng ngủ với cả roi. Con này thì có phun nước, phun nước thì mình cần sau. Con này có phun lửa, thôi mình chọn phun lửa vậy. Mình sẽ chọn Charmander. Ok, thì Scrap ngay. Nhơn đau chưa cưng. Nó dùng tackle. Ok, mình đã thắng và mình được 15 XP. Mày may mắn lắm, nhưng mà không có lần sau đâu. Mày đừng có đi đâu. Tao may mắn suốt nhé, đừng có đi đâu. Ủa con kia bay à? Nó đi kiểu đéo gì có được. Lại nó bậy. Thank you very much. Ok, Team Stream. Team Team Stream, Team Steam, không phải Star Team. Ok. Ok, và mình nó cho mình con Charmander. Có chứ, đặt nickname chứ. Đây là mình sẽ đặt nó là Dòng. Lộn. Con dòng lon của mình nó mắc khỏe luôn, đừng có đùa, tên hay đấy. Ok, mình đang ở trong cái Ok. Nói chung là tiếng Anh mình cũng hiểu ít, mong các bạn thông cảm nhé, bởi vì mình không ấy. Ok, nó cho mình Pokeball 5 quả. Hãy nhận lấy Pokemon vào địa, hãy nhận Pokeball bắt Pokemon. Xem nào. Ở đây có những gì? Ôi thằng này nó xem gì vậy? Có sao đi vào đấy nhỉ? Sàm sàm. Còn gì không? Mẹ cứ bảo mình đến thành phố đất thì what the fuck. Ôi sao mình mắc máu. Ok, thank you chị. Thunderstone, nó cho mình Thunderstone này. Mình có Thunderstone thì mình sẽ có Pokemon điện. Ok, thằng này lại sàn. Mày không cho tao gì thôi, đừng có nói một cái gì cả. Ok, hình như là mình cái nhà này hình như có một đường, mình nhớ có cầu thang mình chưa lên đúng không ạ? Ồ, cái gì này? Lấy luôn. Pokemon thằng nào ở đây? Pokemon thằng nào đấy? Tao không biết gì cả. Sao vẫn Thunderstone nó không được nhập? Không sao. Bây giờ mình sẽ đi địch. Mẹ con Big Đô này. Sợ quát ngay. Láo. Nó tackle mình đâu á. Láo. Ôi nó tackle mình phát 4 máu luôn đấy. Một fuck. Đùa tào. Ok. Thách đấu với mày lâu anh. Đừng có nhờn. Nhờn 19.42. Cái giả lập, cái game này giả lập trên điện thoại nó rất là tiện nhá, bởi vì các bạn không cần phải mở máy này, không cần phải mở máy mà nó không cần phải ngồi nhiều, mà các bạn có thể chơi bất cứ tư thế nào, kể cả quay tay vừa chơi, rất hiệu quả. Thề hứa đảm bảo. Úi dồi ôi, chí mạng ngay, mình nhường cái tay đúng nhiều. Lên level 6 ngay. Bạn có muốn đổi Pokemon không? Không, tí tao luyện mình kia sau.
ở cái con điên này, con VNPD này. Ui rồi, dính độc rồi. Con này nó hệ cây Dex, à nó hệ độc Dex. Chết ba rồi, chết ba mình rồi. Ôi nó đánh mình phát XP rất là hiệu quả. Fuck. Ok là con này nữa, con này cũng có quick attack đánh nhanh, sợ dính độc nữa cơ. Rồi ạ. Ui đau đấy. Rồi. Đấy, đánh trượt ngay, đừng nhờn. Nhờn lấy lên level ngay. Láo cái là lên cho mày ra bãng ngay. Ok, Thunderstock. À, Thunderstock. Tê liệt. Thunderstock ngay. Nhờn thẳng nó tách cùng. Ui, chỉ mặt đau thế. Thôi. Thằng này nó nhả tơ. Nó nhả tơ. Mày nhả tơ cho được. Bộ lão. Ui ôi ôi con điên này. Đánh thay phát. Nó dùng giáp. Tăng giáp. Thanh đôi sóc. Cho mày bị tê liệt. À không. Ui. 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 Chí trưởng đấy cũng làm nó bị tê liệt luôn á. Ui. Gặp vậy, gặp vậy. Mày level 7 ngay. Chết ngay. 64 cái gì nhỉ? Ở Nhật Bản gọi cái đồng tiền của họ là gì nhỉ? Ố có cậu Pokemon này này. Máu ngay được. Bơm máu ấy. Bơm máu coi. Ok. Thunderstone này có dùng được cảm giác như người này này. Không hiệu quả, không được. Ok. Nhờn được, nhờn với tao. Tao đánh nó, đánh nó xúc vật học nguồn 4, 5 hay 5 con à. Puccinia Thunderstock ngay. Mày nhờn. Nó tay cổ mình. Hà mất 3 máu. Đau đấy. Đừng có láo. Mình chơi này khỏe hơn cả Pikachu mẹ. Thằng Satoshi luôn. Thế nhờn này hệ bay làm sao đánh ở hệ điện, nó giật cho mẹ. Nhớ là cái gì nhỉ, khắc ngũ hành, nhưng mà ở đây hình như có 10 hệ, 9 hệ gì đấy, hệ điện, hệ nước, hệ lửa, điện, nước, cây, đất, đất xong rồi tâm linh, tâm linh xong rồi bóng, tâm linh xong rồi hệ hệ băng này. Nói chung nhiều hệ lắm. À đúng rồi, mình với lại là mình nhớ là hồi xưa mình có chơi một lần, mình biết một chỗ là có thể bắt được con Pokemon này cực khỏe luôn. Và mình sẽ lấy con Pokemon đấy. Thunderstock ngay. Ai à, mày mổ tao. Mổ này mày ngứa răng, ngứa mỏ mày, tao mài mỏ mày luôn. Nhơn lão ấy, mù lắm. Ok. Con này, con ngựa hệ điện. Có nhiều con hệ điện lắm, cái con cừu hệ điện này muốn bắt con cừu vãi. Con cừu nó khỏe các bạn ạ. Ok. Ôi nhưng mà đây mình quên mất con này hệ điện. Đậu xanh tổ sư. Không sao. Giật. Trích điện rồi nó. Ôi lại cái gì à, anh nhầm nhờ, anh nhầm qua giờ. Sao cả. Ok. Và nó ra đi, con cu lạnh ngắt à. Lên level 9 ngay, nhơn. Đưa 80 đồng đây. Không phải Việt Nam đồng. Con này làm gì ở đây? Làm gì ở Pokemon ở đây? Ok. Con thằng này làm gì với Pokemon ở đây? Ừ,
Nó đưa cho mình cái ấy để mình lấy hoa quả, lấy hoa quả. Đây là skill lấy hoa quả. Lấy hoa quả xem nào. Lấy hoa quả. Học cho con này ngay. Lấy sau này có gì lấy sau. Rồi bắt đầu lên trên này tiếp. Địch. Gặp mày là mày điện ngay. Mày mà gặp tao không tuổi nào mày ra, không thì mày có thể ăn được tao. Con này con hệ gì ấy? Con click chơi tốt này. Thử chơi mới à? Hệ đắc. Chơi mới hệ. Ui nó dùng bay à? Được đấy. Hệ đắc được đấy. Ôi chết mà rồi. Xong rồi. Ôi giời ơi bị tê liệt. Xong rồi không rồi. Lại dùng bi đe. Lại dùng bi đe. Quick add check ngay. Ôi xong rồi. Sáng nào không thấy áo. Đừng nhờn. Con sâu này cho một hit. Lại chói à. Làm chậm mà. Đừng kinh. Tao cứ bị tê liệt hoài vậy mà hệ điện mà. Nó tách cô mình nhá. Nó chói mình lại. Nó tách cô con khốn nạn này. Mà mày. Để nó tách cổ này. Tách cổ này. Láo. Láo à. Ok gặp con là thôi. Xong. Nó cho mình ra đi con cú lạnh ngắt luôn. Con cú lạnh ngắt này. Quick attack luôn này. Nhơn. Đừng có nhơn. Không nào thắng được lại tao đâu. Nhưng mà mẹ máu cái mất máu nó kêu kinh quá. Thôi không sao. Nó kêu nhanh hơn cả lời mình nói. Nó kêu lắm hơn cả lời mình nói. Mà dù mình nói mãi cả lời luôn. Mình lại nói vậy. Sorry. Mình nói nhiều bất cái luôn. Ok. Kế giả, cái phần mềm giả lập này mình chơi được cũng mình biết chứ giả lập này từ lúc mình chơi trò này đầu tiên luôn. Mình chơi trò này đầu tiên mình chơi từ hồi lớp 7. Lớp 7 luôn, lớp 7 mình chơi trò này. Chơi trên hệ giả lập này. À không. Là mình chơi cái này lúc mình mới chơi cái này mình xem video của một cái ông là ông chơi game này ấy. Xong rồi mình tìm hiểu cách tải cách cài game này. Đây là Pokemon Line Palatinum thì game này cũng rất là hay. Làm gì ở đây? Ok mình đã đến city rồi và đây quả cầu gì? Ok máu được nhận. Có gì nhặt đấy? Chúng ta Center City. Hello. Ok, cụ cho cháu ô châu bồ ạ. Vâng, cảm ơn cụ. Rất là cảm ơn cụ. Bây giờ cháu sẽ đi vào trong thành phố và cháu sẽ... What the fuck, mày làm gì vậy? Mày đi ra nào. Nhưng mà mình phải tìm chỗ hồi máu mới được. Trung tâm chữa trị Pokemon. Ở trên này. Đấy. Chữa trị Pokemon ngay. Đừng có nhờn. Chữa cho em 2 Pokemon ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Rồi. Nói nhiều quá. Ok, từ mình xếp cái. Mình chơi được 24 phút rồi. Ok. Rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi cái tập này của mình. Và mình sẽ làm tập sau ở những ngày tương lai sắp tới. Và những ngày mai, ngày kia. Nói chung là gọi là tương lai gần. Thì chúng ta sẽ tiếp tục chơi cái con game này. Và cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi cái video của mình. Các bạn like, subscribe, chia sẻ video cho mình nhé. Và đừng quên comment và hỏi những câu hỏi bên dưới. Còn cái phần giả lập này
và tựa game này. Nếu các bạn muốn thì mình, các bạn comment ở dưới, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cách download này trên điện thoại. Còn trên PC thì khi nào mình ấy thì mình hướng dẫn các bạn cách tải sau. Ok, và goodbye, và chào mừng các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau của Pokemon Online Platinum.